giọng hồn vương trên bao mặt ngay phía xa chăm có tình cớ dài khắc sâu mỗi tình không phôi phai tiếc cho duyên phận mình à. Ăn như một mâm bánh ghép sầu riêng ngàn lớp và bánh phú sĩ nữa nha mọi người. Lột cái bánh này thì thấy heo mới nè, có cái lớp xanh xanh hình như bên trên này có dừa nha. Bên trong này là kem. Đặc biệt á, mình ăn cái bánh này giống như mình đang ăn cái muối sầu riêng đó mọi người. Tiếp theo là mình ăn thử qua cái bánh bánh ghép sầu riêng ngàn lớp nha. Cái này không biết sao mà người ta để nó lạnh giá ở dưới đây nè, nó hơi bị ướt. Chứ thật sự đợt là trước mình có ăn một lần thì cái bánh nó khô ngon lắm, đợt này sao để sao nó bị ướt nè. Bánh ghép sầu riêng này nó không có ngon bằng cái loại bánh phú sĩ này nha. Cái bánh này ăn ngon hơn, thơm béo hơn. Cái loại này làm như nó ít sầu riêng hơn đó mọi người. Rồi, bên cạnh đó thì mình có 6 cái bánh nhỏ. Mà nãy ăn biết có 1 cái rồi, giờ còn có 5 cái thôi. Đây, bánh nhỏ đây nha. Wow, có sầu riêng, thấy không? Mọi người thấy không? 6 cái bánh nhỏ mà 4 người cành đó. Bánh nhỏ là xíu, cái lớp màu xanh nó hơi nhiều ha. Sầu riêng cũng có hơi xíu à. Cho nên theo mình, nếu mà mọi người muốn ăn trải nghiệm á thì mọi người nên chọn cái bánh màu xanh xanh nè.